ok. Rồi không sao rồi. Vâng. Xuống luôn. Ơi đi. Ôi. Gớt lại đi, gớt lại chiếc cái đầu luôn á. Cái đầu gớt lại. Bây giờ chiếc 50 ta BDU MTS 50 này ra nè các bạn. Ra để mà chả mì. MTS 50 cái chiếc này bữa mình có quay rồi nè. Lên đầu 93 đó. Đó, giờ đang chạy ra đường xe. Chủ mến chào các bạn. Giờ mình quay hai chiếc này chở mì cho các bạn xem nha. Dạ. Ủa ra về hay gì? Chưa. Còn chưa hả? Xe nữa. Hai xe nữa hả? Chiếc 50 nó chạy vô tới đây rồi nè. Đó. Còn chiếc này à? Ủa? Ủa đang xuống bánh à? Chiếc 570 các bạn, 570 này hình như là nó đang à? Nó đang xuống bánh, đang xuống bánh một. Ủa nó đang xuống bánh à? Vậy là thằng này phải lôi lên rồi. Vậy là đang xuống bánh các bạn, bánh một các bạn, nên giờ phải chiếc này phải lôi giật cái lên. Coi nó có chạy nhóc nhỏ theo nó kìa. Bây giờ đang về lại. Đây giá sở sơ phải không? Đây một ha. Nó hơi nặng. Cũng 570 nha các bạn. Giờ dẫn là dẫn lên bờ luôn hả? Lên bờ ra bờ kia luôn hả? Yeah. Dẫn lên bờ luôn hả? Vỏ sau này của trong nhà nông nè, bây giờ 84-30. Cái là lôi vừa tới thôi chứ không có lôi lên trên luôn. Giờ phải lên luôn, ra tốt ngoài kia mới quay đầu được. Rồi quên ve lại, ve xuống. Giờ anh ra ngoài kia luôn, ra ngoài kia quay đầu luôn các bạn ơi. Ở đây hẹp quá. Rồi sẵn cho anh lại ra luôn nè.
chạy ra ngoài kia quanh vô luôn. Xuống bánh bên kia. Quay quay quay. Sạc bánh bên kia rồi. Đó, cây bánh bên đây nè. Nghe lồ luôn. Giờ chặt làm cái cào cào cũng gờ bên đây nè. Cào cũng gờ bánh bên đây nè. Lấy cây ra luôn à. Cái bánh trước nó rớt ở bên đó. Cái này thì cái bên đây nó cuốn xuống luôn nè. Ờ, đây lại sát mấy mương. Còn bên kia thì nó ngay góc đất bên kia nữa. Quá hẹp luôn. Nó xuống ngay góc đất bên đây. Hẹp quá hẹp. Đào chờ đó, nó thác nó về rồi. Đưa thuốc uống cho. Ừ, sợ không? Sợ sờ đó không? Để cuốn vô, để cuốn vô làm bài bản đi từ từ thôi, nó là có cái khổ nữa. Cái này thì chắc môi đẩy cây đó đi kéo tới đi luôn quá mày. Lật á, không được đâu. Trồng lên cũng chua lắm á. Giờ trồng một cọng chơi tối vô cái đầu, vô xe tao kiểm đầu luôn. Ờ, kiểm đầu. Anh phải dặn đầu cho mình á. Giờ lấy giá lại xả xả cái bực đó. Lấy cuốn rồi giá là làm được. Là xả bực các bạn, xả bực dầm tới luôn. Vừa mất mì lót lỗ rồi. Cái bánh trước là nó lên tới đây nè các bạn. Kiểu đường hẹp quá mà trời chặt cua. Cái bánh trước là rớt xuống này luôn á. Mà cái mọt nó lên không hết nè. Xe không có xuống đường nhưng mà xe nặng đó rồi. Xe cái mọt, cái bánh mọt nó dính lại. Dính là ngay góc luôn. Ngay góc ruộng luôn. Máy ảnh đang tìm cách xử lý nha các bạn, để coi cách nào mới lên mình an toàn á. Chứ còn này lơ bơ là nó úp cái mọt ngang luôn á, tại vì ngay cái góc này các bạn thấy đó, ngay góc đất luôn mà lọt cái bánh đó luôn. Tại sao anh ghê hả? Tại vì tính tới không ổn á. Giờ chắc ghê nó an toàn hơn á, tại vì các bạn lôi tới mà nhiều khi nó cúp á, nó cúp là nó úp xuống luôn á. Là dê xuống đây xong rồi mình tìm cách mình lên lại nó an toàn hơn.
đâu mà bắt cái đấy tặng đèo bắt cái bây giờ là đang dê nha các bạn, dê lại ô. Oh, ok rồi không sao rồi. Khoan nói cây điện dê đừng chở lúng các bạn. Bạn có bánh trước nè, nó meo luôn nè. Meo ngay góc luôn. Rồi ve đi, ve đi. Kè lại xuống á. Ngay góc này hẹp quá. Hôm qua nghỉ dưỡng sức à. Nó bẹo xéo qua bên đây nè. Rút cây đi. Xuống luôn à. Ồ ngoài cái này mềm dữ trời. Nghe có tay trên xe kìa, đây nằm ngay mương nước luôn, dưới cái mềm. Thì bây giờ mấy anh giật thử cái coi lên hay không các bạn ơi. Cái bánh mọt nó đang xuống sâu quá. Ơi đi. Ơi. Gớt lề đi, gớt lề chứ cái đầu luôn á, cái đầu gớt lề luôn á. Cái này nó ngập hơn nó bánh rồi, đâu lên nổi. Không có thế, nó nằm ngay chỗ này luôn. Giờ bên lên mới không biết. Không có thế giật luôn. Nó không có thế luôn. Nằm ngay chỗ cái cua của này. Sao không biết đường đâu là hồi sáng giờ chỉ có chiếc này vô thôi chứ đâu có chiếc nào vô đâu phải không? Không có hai chiếc hả? Vì là bể là mặt rồi, tới mình là dính. Vì hồi tối ra hai chiếc là chiếc khác hả? Hai chiếc này luôn ha. Vậy là hôm đi hình chiến rồi. Đây của nó nãy quay không? Quay gì nổi quay. Quay không? Bên này quay không?
quay. Đây mình đi tới Vĩnh Phúc rồi mà. Được. Thác quá rồi, đồng luôn. Đi khúc luôn. Thì lên hướng khúc cây rồi đó. Rồi là cái cặp này có cái mương nữa. Rồi phụ lấy ti lại kích lên. Không kêu hết hả?